enak ya. Anh Tài sang đây học môn gì ạ? Môn gì nhỉ? Môn toán. Môn toán. Ừ, anh Tài làm lớp trưởng nữa nhỉ, phải không? Toán. Năm ngoái không được làm mà giờ được làm á? Ừ. Lớp 1 làm, lớp 2 lên. Lại tăng ở lớp đấy. Thế đây là món nộm này. Món nộm này có ớt đấy, không biết ăn được không? Phải không? Ăn được chứ, mình muốn lại ăn cái rồi. Ngon đúng không? Ngon. Chua chua. Cái hạt vừng này thơm này. Quên là ngon.